phần 3 này, Thảo Trung Vlog sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chính ngôi chùa thật đặc biệt. Trong đó có những ngôi chùa cổ gần 300 năm tuổi, cũng có những ngôi chùa được xác lập những kỷ lục thật độc đáo, và nhất là những ngôi chùa thật linh thiêng. Cho dù ở xa trung tâm thành phố, mọi người vẫn tìm đến để cầu xin những điều tốt lành. Mong sao mọi người trong chúng ta đều được bình yên và hạnh phúc. Giới thiệu với các bạn, đây là chùa Phật Cô Đơn. Tên chính thức của chùa là Bát Bửu Phật Đài. Tiền thân của chùa là chùa Thanh Tâm, được xây dựng vào năm 1955 và hoàn thành năm 56, do cư sĩ Lê Chí Bình hiến cúng miếng đất
rất là rộng, khoảng 30 hecta để xây dựng chùa. Các bạn có biết tại sao mà chùa này được còn có tên gọi là chùa Phật Cô Đơn không? Là chính vì trong những năm tháng chiến tranh thì ở đây đã bị tàn phá, chùa Thanh Tâm cũng bị thiêu rụi hoàn toàn. Người dân đã di tản hết, nhưng mà Đức Phật vẫn ở đó tồn tại và không có bị hư hại gì. Chính vì vậy vào năm 1976 thì có những cái đoàn thanh niên tới đây họ làm công ích, họ truyền miệng nhau và từ đó có tên gọi là chùa Phật Cô Đơn. Xin mời các bạn hãy tham quan cùng mình nhé. Tổng thể kiến trúc của chùa được xây dựng trên mảnh đất khoảng hơn 30 hecta. Chính vì vậy, mọi không gian của chùa, các khu điện thờ đều vô cùng khang trang, thoáng mát và rộng rãi. Phật đài có kiến trúc hình bát giác, cao 3 mét. Trên đài tôn trí tượng Phật Thích Ca cao 7 mét, nặng khoảng 4 tấn. Việc cung thỉnh tôn tượng Đức Phật từ chùa Xá Lợi về kinh Cầu Sáng Đức Hòa trong điều kiện bấy giờ là hết sức khó khăn. Chư vị tôn đức và cư sĩ lúc đó đã tổ chức nhiều cuộc cầu nguyện, chuyên tâm trì tụng kinh Pháp Hoa trong thời gian dài liên tục. Và nhờ năng lực hộ trì đó, với nhiều duyên lành, huyền nhiệm đã xuất hiện, vượt qua mọi trở ngại để có thể thành tựu tốt đẹp, cung thỉnh tôn tượng Đức Phật từ chùa Xá Lợi về. Lễ ăn vị Phật được tổ chức vào ngày 22 đến 25 tháng 8 năm 1961, vào đúng mùa Vu Lan báo hiếu năm Tân Sửu, trong sự hoan hỷ của đông đảo tăng ni và Phật tử. Thank you.
Phật Cô Đơn ngày nay đã được tu sửa nhiều lần, nhưng vẫn còn đậm nét nguyên sơ cổ kính, tạo nên một vẻ rất yên tĩnh và trầm mặc, đặc trưng của những ngôi chùa cổ tại Việt Nam. Sành, tòa lạc ở số 24 đường Chánh Hưng, phường 10, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa thuộc hệ phái Bắc Tông.
Chùa được xây dựng dưới thời nhà Nguyễn và hoàn thành vào năm 1847 dưới triều vua Tự Đức do Hòa thượng Thích Thanh Đức làm trụ trì. Hòa thượng Thích Từ Bạch đã tổ chức trùng tu chùa từ năm 1960 đến năm 1993. Tất cả các mặt tường, cột cho ngoại thất và nội thất đều được trang trí lộng lẫy với gần 30 tấn mảnh sành sứ phế liệu các loại. Chùa An Phú đã trở thành ngôi chùa sứ duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Chùa An Phú xây theo lối cổ lầu, phía trên thờ tượng Tam Thế Phật. Chính điện là một bảo tháp hình chữ nhật, tượng trưng cho núi Tu Di. Các tầng mái có các chim thần nâng đỡ. Điện Phật đặt ở trên lầu, có bốn pho tượng Đức Phật Thích Ca lớn đặt ở trung tâm, quay về bốn mặt. Cây bồ đề phía sau lưng Đức Phật cũng tỏa bóng ra bốn bên. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2005, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục công nhận hai cây nến, mỗi cây nặng 1.800 kg, cao 3,4 m, là hai cây nến nặng và lớn nhất Việt Nam. Là tổ sư đường thờ tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Phía sau cùng là bàn thờ tượng Đức Đa Bảo Như Lai bằng đồng. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2007, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục chùa An Phú là ngôi chùa được tạo tác bằng miễn sành nhiều nhất Việt Nam. Cột phướng có hình thuyền rồng ghép sành, trên có thầy tò Đường Tăng đi thỉnh kinh và hòn đảo Giả Sơn lớn đặt nhiều vị Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp, Quan Thánh Đế Quân.
Sân trước chùa có nhiều công trình kiến trúc như Đài Di Lặc, Đài Quan Âm, Lầu Linh Sơn Thánh Mẫu, Tháp Hòa Thượng Thích Từ Bạch. Tầng dưới cũng đặt thờ bốn pho tượng Đức Phật Thích Ca như tầng trên. Hai bên có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng. Sau là sân lễ và tháp Dược Sư, sau cùng là bàn thờ Hòa Thượng Thích Từ Bạch. Ngôi chùa đã trở thành một trong những điểm đến tôn giáo tâm linh được viếng thăm nhiều nhất trong thành phố và thu hút một lượng lớn Phật tử và khách du lịch, nhất là vào những ngày rằm hoặc là vào Tết Nguyên Đán. Hội quán Sùng Chính tọa lạc tại số 17 Trương Đình Hội, phường 16, quận 8, hay còn được gọi là Chùa Phật Tứ Diện. Nơi đây có điểm đặc trưng là có Phật Tứ Diện được thỉnh từ Thái Lan. Tổng thể của chùa bao gồm cổng tam quan, tòa chính điện, khu nhà ở trai đường. Trong khu viên chùa còn có tượng Quan Thế Âm và các điện thờ khác. Thank you.
vào khuôn viên chùa, ở chính giữa sân chùa có tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát rất là cao. Bên trái là điện thờ Phật Tứ Diện, bên phải là điện thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trên và thần tài thổ địa ở dưới. Vào buổi trưa mùng 1 và 15 âm lịch, tại hội quán có phục vụ cơm chay miễn phí cho mọi người đến viếng thăm chùa. Điện thờ Phật Tứ Diện được đặt trong khuôn kính. Phật Tứ Diện là biểu tượng cho bốn phẩm chất quý báu của Phật giáo là từ bi, hỷ, xả. Mọi người đến khấn Phật Tứ Diện theo bốn mặt để cầu gia đạo, cầu tài, cầu duyên và cầu con đường làm ăn. Chùa Vĩnh Nghiêm được xây dựng vào năm 1964 do nhà sư Thích Tâm Giác và Thích Thanh Kiểm từ miền Bắc vào Nam để truyền bá đạo Phật và khởi công xây dựng chùa. Dựa trên mô hình và tên gọi của chùa Vĩnh Nghiêm, cổ kính ở tỉnh Bắc Giang có từ thế kỷ thứ 11 dưới thời trị vì của vua Lý Thái Tổ. Sau 7 năm, đến năm 1971, chùa cơ bản đã hoàn thành với các hạng mục bao gồm tòa nhà trung tâm,
tháp Quan Thế Âm, làm nền cho các hoạt động xã hội. Sau đó, một số công trình khác được bổ sung như tháp Cộng Đồng Xá Lợi, tháp đá Vĩnh Nghiêm, nhà khách, vân vân. Kiến trúc của chùa Vĩnh Nghiêm theo lối kiến trúc Bắc Bộ xưa, nhưng được xây dựng lại bằng vật liệu và kỹ thuật xây dựng hiện đại của ngày nay. Tòa nhà trung tâm là một công trình lớn, rất kiên cố, bao gồm tầng trên và tầng trệt. Phía trước của tòa nhà trung tâm là tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, rất uy nghi và bề thế. Từ sân chùa có 3 cầu thang rộng, gồm 23 bậc thang dẫn lên tầng trên, gồm sân thượng, Phật điện và tháp Quan Thế Âm. Ở hai bên lối vào đều có một pho tượng kim cang rất là lớn. Khu vực này có các bức tranh La Hán, tranh khắc gỗ. Ở đây có Bảo Lâm Tứ Linh, Bảo Lâm Cửu Long. Bái điện dài 35m, rộng 22m. Chính giữa bái điện là bàn thờ Phật. Hai bên là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Tiêu biểu cho kiến trúc Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ 20, bao gồm các hạng mục chính như cổng tam quan, tòa trung điện và các bảo tháp.
tượng rộng khoảng 10 mét. Bên phải có gác chuông, treo một quả chuông lớn hay còn gọi là chuông hòa bình, với đường kính 1m8, được đúc vào năm 1971 để cầu nguyện cho hòa bình ở Việt Nam. Tầng trệt gồm hai phần, chia làm nhà thờ tổ. Bên trong có bàn thờ Bồ Đề Đạt Ma, giảng đường, phòng làm việc, thư viện. Đây là một trong ba thư viện của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, phòng sư và các phòng học. Xá Lợi được xây dựng vào năm 1982, có 4 tầng, cao 25 mét và hoàn thành vào năm 1984. Đây là nơi đặt hài cốt của các Phật tử. Tháp Quan Thế Âm nằm bên trái Phật điện, gồm 7 tầng, cao gần 40 mét. Tháp có hình vuông, mỗi cạnh là 6 mét. Đỉnh tháp có 9 bánh xe hình tròn, còn gọi là Long Xà và Quỳ Châu. Đây là ngôi tháp đồ sộ nhất trong các ngôi tháp của Phật giáo Việt Nam.
Quan Âm, hay còn gọi là Hộ Quán Ô Lăng, tọa lạc tại số 12 đường Lão Tử, phường 11, quận 5. Chùa Quan Âm với hơn 250 năm tuổi là một trong những ngôi chùa Trung Hoa nổi tiếng và đẹp nhất ở Sài Gòn. Điểm nổi bật của ngôi chùa bao gồm các tác phẩm chạm khắc gỗ rất là tinh xảo, bao gồm các bức hoành phi, câu đối, bao lam, trụ rồng và trang trí từ những mảnh gốm vỡ và chuông cổ. Ngày 27 tháng 4 năm 2004, Hội Quán Ôn Lăng được công nhận là di tích kiến trúc cấp quốc gia. Chùa Quan Âm nổi tiếng ở Việt Nam, ngoài việc thờ Phật Bà Quan Âm và giáo lý của Đức Phật, chùa còn thờ Phật A Di Đà, Ngọc Hoàng và Thiên Hậu Thánh Mẫu.
do một nhóm người Hoa di cư xây dựng vào khoảng năm 1760 và đã được trùng tu nhiều lần. Chùa Bà Thiên Hậu tọa lạc ngay trung tâm thành phố, là điểm đến tâm linh của Sài Gòn mà du khách không thể bỏ qua khi đến đây. Chùa không chỉ thu hút du khách trong nước và cả quốc tế đến khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp ẩn chứa huyền bí tâm linh ở nơi đây. Chùa Bà Thiên Hậu được xây dựng theo lối chữ Ấn, là một lối kiến trúc đặc trưng của người Hoa. Đây là một tổ hợp gồm 4 ngôi nhà liên kết nhau. Ở giữa có 3 dãy là tiền đường, cung điện và hậu đường. Giữa các dãy nhà có một khoảng trống gọi là thiên tịnh, có nghĩa là giếng trời, để giúp cho không gian chùa thêm thoáng đãng, đủ ánh sáng cho hậu điện. Tất cả các sảnh đều được trang trí bằng hoa lá chim muông cùng với các câu đối có màu đỏ, màu vàng, tạo nên sự ấm cúng cho du khách. Hàng ngày, chùa Bà Thiên Hậu đón rất nhiều du khách đến cầu bình an, làm ăn phát đạt. Đông nhất là vào các ngày rằm, mùng 1 hàng tháng và các ngày lễ Tết. Đặc biệt là vào ngày Vía Bà, là ngày 23 tháng 3 âm lịch, được coi là ngày hội chính của chùa Bà Thiên Hậu. Vào ngày này, rất nhiều người đến chùa để thờ cúng bà. Từ đêm hôm trước, lễ tắm bà đã được tổ chức tại chùa. Sáng 23, người ta tổ chức lễ rước bà. Tượng bà Thiên Hậu sẽ được đặt trong một chiếc kiệu do các nam nữ thanh niên ăn mặc rất đẹp để khiêng và diễu hành qua những con đường xung quanh chùa. Đi sau kiệu là thuyền rồng, bảng đỏ ghi tên các vị thần được thờ trong chùa. Có các đội múa lực gồm múa lân, múa rồng. Cùng với đó là các tiết mục văn nghệ rất là nhộn nhịp ở các khu phố xung quanh chùa. Chùa Bà Thiên Hậu là một trong những ngôi chùa có lịch sử lâu đời nhất của người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh những giá trị về nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc, cổ vật nơi đây, còn là nơi tụ họp, tương trợ của những người Việt gốc Hoa. Điểm nhấn của chùa Bà Thiên Hậu là những chiếc đèn nhang khoanh treo rất là độc đáo ở trên cao. Du khách có thể mua đèn, ghi những điều ước của mình vào giấy rồi treo lên thắp những khoanh nhang để khấn vái Bà Thiên Hậu phù hộ. Chính điện gọi là Thiên Hậu Cung
Tôn tượng bà Thiên Hậu được đặt ở chính giữa, hai bên là Kim Hoa Niên Nương và Long Mẫu Nương Nương. Ngoài ra, chùa còn có khoảng 400 cổ vật, trong đó có các tượng của vị thần, 23 câu đối và 41 bức hoành phi. Tất cả những cổ vật này đều được chế tác rất cẩn thận, tỉ mỉ, với những đường nét tinh xảo. Chùa Ông ở quận 5, hay còn gọi là Miếu Quan Thánh Đế hay là Nghĩa An Hội Quán. Đây không chỉ là nơi chiêm bái của người Hoa gốc Kiều Châu ở Sài Gòn, mà còn được xem là một công trình kiến trúc độc đáo ở cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Ngày 7 tháng 11 năm 1993, Chùa Ông đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Chùa Ông được xây dựng cách đây gần 300 năm. Lúc này chùa có tên gọi là Nghĩa An Hội Quán, bởi đây là một hội quán của người Hoa gốc Kiều Châu ở vùng Nghĩa An, Quảng Đông, Trung Quốc. Cổng lớn đến cửa chùa có 5 cặp kỳ lân lớn nhỏ, phía trên là bức hoành phi khắc chữ Nghĩa An Hội Quán, chạm nổi cảnh lục quốc phong tướng. Từ ngoài sân bước vào tiền điện, chính giữa được đặt một hương án bằng đồng được làm vào năm 1825. Bên trái tiền điện là bệ thờ Phúc Đức Chính Thần, bên phải là tượng mã đầu tướng quân đứng bên ngựa xích thố.
là người giữ ngựa cho quan công. Chùa gồm nhiều dãy nhà khép kín vuông góc tạo thành chữ quốc hoặc chữ khẩu. Kiến trúc tổng thể bao gồm tiền điện, sân thiên tĩnh, chính điện, văn phòng hội quán dọc theo hai bên điện thờ. Trong chính điện gồm tượng thờ, bột gỗ treo câu đối, bao lam, hoàng phi và khám thờ được chạm trổ, điêu khắc rất tinh xảo. Bên cạnh đó, màu sắc chủ đạo là màu đỏ, càng thể hiện đậm nét phong cách Triều Châu của ngôi chùa. Trong chính điện, ngay chính giữa là gian thờ quan thánh đế quân với bao lam lưỡng long tranh châu. Tượng được làm bằng thạch cao, cao 3 mét, mặc áo gấm xanh và ngồi trên ngai vàng. Đứng hầu hai bên là bệ thờ tượng quan bình và châu xương, cao gần 2 mét. Chùa Ông thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan chiêm bái, nhất là vào dịp Tết Liên Xuyên và ngày vía Bạch Hổ. Vào dịp này, chùa Ông là nơi tổ chức đấu đèn, phát lộc, ca kịch phúc kiến, khiến cho cả khu chợ lớn rộn ràng hẳn lên. Sau khi hành hương dâng lễ, nhiều người còn đếm ngựa xích thố để chui qua bụng ngựa ba vòng. Tiếng kêu len can và vang vọng của chuông vang lên sẽ xóa đi mọi xui xẻo, đem lại sự may mắn, tài lộc, giúp cả năm được hanh thông. Hai bên tả hữu của gian thờ là tượng bà Thiên Hậu và thần tài bằng gỗ, được điêu khắc rất là tinh tế. Cách bài trí của hai gian này tương đối giống nhau với khám thờ và bao lam chạm hình chim phượng hoàng. Sài Gòn không chỉ có những tòa nhà chọc trời, những khu vui chơi sầm uất hay những địa điểm ăn uống nhộn nhịp. Ghé thăm chùa Ông ở Nguyễn Trãi, quận 5, bạn sẽ cảm nhận được một không gian tĩnh lặng, yên bình giữa dòng đời đầy hối hả. Chùa Ông cũng là nơi các bạn trẻ đến để cầu duyên. Ngôi đền Hindu Mariamman ở Sài Gòn là một trong những nơi tâm linh và linh thiêng nhất ở Sài Gòn này. Ngôi đền được cho là có sức mạnh rất là kỳ diệu, được thiết kế nội thất và ngoại thất độc đáo và tọa lạc ở trung tâm thành phố. Đền tọa lạc tại số 45 đường Trương Định, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Trong điện thờ ở giữa chính điện là bức tượng Mariamman màu đen, mặc trang phục sặc sỡ và các phụ kiện như vòng hoa, vòng bưởi. Phía trước tượng Mariamman là hai bức tượng Linga tượng trưng cho sức mạnh nam giới và Yoni tượng trưng cho sức mạnh nữ tính của tự nhiên. Mariamman có bốn tay và cầm một cây đinh ba, con dao, bát đựng cơm và một cái trống với một con rắn hổ mang quấn quanh người. Vị thần chính của đền thờ Ấn Độ giáo Mariamman là nữ thần Mariamman. Bà gắn liền với đất đai sản xuất, mưa thuận gió hòa. Nữ thần có nhiều tay, tượng trưng cho nhiều loại sức mạnh. Tầng trệt được nâng đỡ bằng những cột đá vuông vức. Phía trên trang trí theo phong cách Ấn Độ, đặc trưng của kiến trúc Ấn Độ cổ đại. Mọi người đến đền để cầu bà phù hộ về sức khỏe, không ốm đau, bệnh tật. Họ cũng cầu bà về việc kết hôn và sinh con.
Nữ thần Mariamman là hiện thân của nữ thần Shiva, là một trong vị thần chính của Ấn Độ giáo. Trong khi Shiva là vị thần yêu thích của tầng lớp trung lưu và thượng lưu, thì Mariamman lại được những người dân nghèo, kể cả nông dân ở nông thôn, rất là tôn thờ. Ở sảnh ngoài phía sau được đặt núi Meru, là một ngọn núi rất linh thiêng, có 5 đỉnh trong vũ trụ học của Ấn Độ giáo và Phật giáo, được coi là trung tâm của tất cả vũ trụ, siêu hình, vật chất và tinh thần. Phía trên lối vào chính của ngôi đền, hai tầng màu đỏ và cam, là một tòa tháp Raya Gopuram cao nhiều tầng, rất là bắt mắt. Theo các tài liệu còn sót lại, người Ấn Độ đã xây dựng một ngôi nhà nhỏ tại vị trí hiện nay của ngôi đền. Người Ấn Độ sống và kinh doanh tại nơi này. Ngôi nhà hoạt động như là một nơi thờ cúng cho đến cuối thế kỷ thứ 19. Vào năm 1885, người Tamin ở Sài Gòn đã quyên góp để xây dựng đền thờ Ấn Độ Mariamman. Và đến năm 1950, ngôi chùa được xây dựng lại và có kiến trúc như ngày nay. Việt Nam Quốc tự, tòa lạc tại số 244 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ đặt đá khởi công chùa được cử hành vào lúc 8 giờ sáng ngày 26 tháng 4 năm 1964 do kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Viết Thụ thiết kế. Chùa dự định xây dựng một bảo tháp 7 tầng với mái cong hướng lên trên, trang trí và các tòa nhà được chạm khắc tinh tế theo phong cách truyền thống Việt Nam, hài hòa với thiên nhiên trên khu đất rộng 45.000 m². Tuy nhiên, chỉ có công trình bảo tháp và phòng ở cho các nhà sư được khởi công chứ chưa được hoàn thành. Vào năm 1967, Phật Học Viện Phương Nam được thành lập. Ngày 28 tháng 2 năm 1993, sư Từ Nhơn được giao mảnh đất rộng 3.712 m² và một ngôi bảo tháp gốc xây dựng trước đây. Đến năm 1993, chùa được trùng tu và hoàn thiện thêm nhiều hạng mục mới. Vào ngày 12 tháng 10 năm 2014, ngôi chùa mới được khởi công xây dựng lại.
Đến ngày 7 tháng 11 năm 2017, Việt Nam Quốc Tự đã long trọng được khánh thành. Cho đến cuối năm 2019, diện tích đất của chùa là 11.000 m². Việt Nam Quốc Tự là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trụ sở cũ là chùa Xá Lợi. Tượng Quan Thế Âm được đặt trên bệ hình hoa sen. Mọi người phải đi bộ lên một cầu thang bằng đá hoa cương để lên đỉnh của đài để cầu nguyện với Quan Âm. Một trong những điểm nhấn của Việt Nam Quốc Tự là ngôi bảo tháp 13 tầng với chiều cao 63 m, được khởi công xây dựng vào ngày 3 tháng 8 năm 2015 và hoàn thành vào cuối năm 2018. Mặt cắt ngang của ngôi bảo tháp này có hình vuông, tất cả các mái đều màu nâu đỏ, tôn lên trên và trang trí hình phượng. Các tầng có tường sơn màu vàng và nhiều cửa sổ. Trên đỉnh bảo tháp được đặt một bảo tháp bằng đồng nặng 6 tấn, được đúc tại làng nghề đúc tỉnh Nam Định. Chính điện, nơi thờ Phật và nhà tổ. Chính điện có tổng diện tích hơn 2.000 m² với sức chứa 1.500 người. Ngày 31 tháng 10 năm 2015, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cầu nguyện và đúc tượng Phật Thích Ca cao 7.5 m, nặng 35 tấn. Đây là pho tượng đồng lớn nhất Việt Nam hiện nay, được đặt trước một tấm gỗ chạm khắc hoa văn hình đám mây. Phía trước tượng khổng lồ này là 7 tượng Phật bằng gỗ. Bên cạnh tượng Phật có cặp nến đường kính 40 cm, được trang trí hình rồng rất là tinh tế. Hai bên chánh điện thờ 18 vị La Hán. Trên hành lang chánh điện có hai tượng Kim Cang Thủ. Trên trần nhà rất lộng lẫy là sự kết hợp hoàn hảo giữa những bông sen vàng và hệ thống ánh sáng. Sân trước của chánh điện có hai gác chuông, nơi treo chuông và trống. Chuông cao 2.9 m, rộng 1.6 m, nặng 3 tấn, được trang trí với rất nhiều hoa văn và bao gồm cánh sen và những dòng chữ Việt Nam Quốc Tự. Trống được đặt trên giá đỡ bằng gỗ, trong gác chuông được đỡ bởi 4 cột gỗ. Và xung quanh là có hàng rào sắt, có hoa văn hình hoa sen. Cảm ơn quý vị và các bạn
đã đồng hành cùng Thảo Trung Vlog tham quan và chiêm bái những ngôi chùa thật đặc biệt, linh thiêng và nổi tiếng nhất Sài Gòn. Cầu mong sự an lành và hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người. Hãy đăng ký kênh và bấm thông báo cho Thảo Trung Vlog nhé. Sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực to lớn để chúng mình ngày càng tạo ra những video hay hơn và đặc sắc hơn trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.